Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 9 tháng 8 với những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Xã Tống Trân, huyện Phù Cử, nhiều diện tích ngoài bãi canh tác khó khăn được người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, bước đầu cho hiệu quả khá. Thành phố Hưng Yên, nhiều hộ làm giàu từ trồng chuối tây, chuối tiêu hồng. Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm xử lý nước thải tập trung xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Công an Hưng Yên khởi tố xử lý nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Tiên Lữ đã khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng sự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Phạm Đình Phú, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và 196 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, do có sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ khóa 24 đề ra, trong đó giá trị sản xuất tăng 13,3%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, số chi đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 90%. Về nông nghiệp, hình thành 3 vùng sản xuất với khu Bắc của huyện sản xuất lúa hàng hóa và rau màu, vùng khu Tây sản xuất cây ăn quả và rau màu, vùng khu Nam sản xuất lúa cao sản, chăn nuôi và thủy sản. Ngoài tăng diện tích lúa chất lượng cao, đã phát triển nhiều trang trại tổng hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi thủy sản, trong đó 81 trang trại đạt tiêu chí trung ương. Trong nhiệm kỳ, đã huy động gần 200 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án trọng điểm của tỉnh và huyện như Đại học Thủy lợi, nâng cấp mở rộng đường 38, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mở rộng ngã tư Phố Giác. Về công nghiệp, có 105 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động. Nhiều làng nghề được duy trì và phát triển, công tác giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện có hiệu quả đề án an ninh nông thôn, đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận. Nhiệm kỳ tới, huyện Tiên Lữ đề ra mục tiêu tiếp tục giảm cơ cấu nông nghiệp nhưng tăng chất lượng và hiệu quả làm nông nghiệp, phát triển cánh đồng mẫu lớn, phấn đấu thu nhập bình quân 1 hectare canh tác đạt 150 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Có 9 xã đạt xã nông thôn mới, khai thác các tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển dịch vụ công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công tác vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao để người dân giao đất cho các dự án công nghiệp và giao thông. Về một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Tôi đề nghị huyện cần tập trung tổ chức quy hoạch vùng sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh và hình thành 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Các xã phía Bắc như Hưng Đạo, Nhật Tân, Ngô Quyền cần tập trung trồng lúa chất lượng cao và rau màu sạch. Ở đây tôi cũng xin báo cáo với đại hội là rau màu là phải sạch, nhưng hiện nay là rau màu của chúng ta chưa được sạch, phun thuốc tăng trưởng và bảo vệ thực vật quá nhiều, và chính người sản xuất cũng không dám ăn cái hoa quả rau màu do mình sản xuất ra, và phải để riêng những miếng đất mà trồng riêng cho gia đình nhà mình ăn, thì như vậy rau màu không sạch sẽ không có ai mua cả. Tôi đề nghị là đã quy hoạch sản xuất ở mấy cái xã này thì phải tập trung trồng cái lúa chất lượng cao và rau màu phải sạch. Các xã phía Tây giáp với thành phố Hưng Yên cần tập trung trồng nhãn, cây ăn quả và rau màu.
Hiện nay không phải có tỉnh ta trồng nhãn mà nhiều tỉnh trồng nhãn. Nhưng chỉ có tỉnh ta trồng nhãn mới ngon. Mà cái vùng trồng nhãn chỉ có cái vùng này trồng nhãn mới ngon. Tiên Nữ trồng nhãn là ngon nhất, mà Hưng Yên thì có một ít thôi. Thế mà Tiên Nữ chúng ta thì chưa quy hoạch được trồng nhãn. Mà nhãn bây giờ thì giá trị kinh tế cao. Mà bán nội địa ở đây cũng là cao, chưa nói xuất khẩu. Và nhãn là phải nhãn truyền thống, nhãn là phải có thương hiệu của Hưng Yên. Tôi đề nghị các ông chí nên quy hoạch. Có thể chúng ta quy hoạch trồng thêm nhãn, trồng ra cả những cái ruộng mà chúng ta sản xuất nông nghiệp. Chúng ta giữ đất trồng lúa, chứ chúng ta không tính là chúng ta trồng lúa đất, mà giữ đất trồng lúa lúc cần thì đổi. Bây giờ thì chính phủ cũng cho phép chúng ta là có thể chuyển đổi từ diện tích trồng lúa sang trồng những cái khác, nhưng mà giữ được cái diện tích trồng lúa ở một cái mức độ nhất định. Các xã phía nam của huyện thì nên phát triển chăn nuôi và thủy sản kết hợp với trồng lúa. Chúng ta chia thành ba cái vùng như thế. Nhưng mà thủy sản của chúng ta là nuôi những con cá gì mà nó bán được? Chứ chúng ta mà trồng nuôi cá mà đồng chua nước mặn như thế này, cá không lớn mấy mà nuôi những loại cá mà bán rẻ thì cũng không hiệu quả. Và chúng ta có sông luộc đấy thì cũng phải nuôi cá nồng ở sông luộc như thế nào? Những cái giống cá mà giá trị kinh tế cao. Tôi cũng báo cáo với các đồng chí trong đại hội, như chúng ta nuôi bò bây giờ mà cho ăn cỏ trên bờ đê sông luộc thì rẻ lắm. Những nơi nào mà chúng ta sản xuất nông nghiệp mà hiệu quả không cao thì chuyển đổi sang mô hình là cho ăn ở chỗ chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, rồi cho công nghiệp dịch vụ, cho thuê đất, và phải chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, là khuyến khích áp dụng mô hình sinh học bảo vệ môi trường gắn với công nghiệp chế biến bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Báo cáo với các đồng chí là toàn tỉnh ta thì bình quân ở khoảng 500 mét vuông một người. Một hộ mà trung bình có 4 người thì được khoảng 2.000 mét vuông. 2.000 mét vuông thì không thể làm gì mà cứ trồng lúa mà sống được, mà giàu được. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn chuyển đổi. Thì cái này là ban chấp hành mới các ông chí cần nghiên cứu, phải mạnh dạn. Và phải tích cực xử lý đất dôi dư xen kẹt và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn kinh phí, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực để tập trung đẩy mạnh và chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, trên 70% số xã trong huyện đạt nông thôn mới. Mà cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là thu nhập của người dân phải càng cao. Chứ chúng ta xây dựng mà mọi cái mà thu nhập người dân vẫn thấp thì chưa gọi là xây dựng nông thôn mới. Cái cốt lõi là phải nâng cao thu nhập của người dân. Đường làng ngõ xóm ô tô phải lưu thông được. Chúng ta phải quy hoạch. Tiến tới 10, 15 năm nữa thì ô tô sẽ rất nhiều. Mà chính người nông dân sản xuất, vận tải, lưu thông cũng bằng ô tô. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần quan tâm tới việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phát triển công nghiệp dịch vụ khi đường nối hai đường cao tốc chạy qua và đại học thủy lợi đi vào hoạt động. Cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, chất lượng làng văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, gắn với việc tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân, tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên để xây dựng Tiên Lữ trở thành huyện vững mạnh của tỉnh trong thời gian tới. Với tinh thần dân chủ, tập trung, đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lữ khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 đồng chí với số phiếu cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014 cho đến nay, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ triển khai thực hiện đề án phê duyệt chuyển đổi trên 100 mẫu diện tích đất bãi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại các thôn Võng Phan, An Cầu và Trà Dương. Đây là các diện tích một năm chỉ trồng hai vụ ngô bắp bình, đến nay đã được hơn 30 hộ dân của ba thôn trong xã chuyển đổi tập trung trồng giống nhãn T2, nhãn T6, chuối tây Thái Lan, cam đường canh, bưởi diễn. Một số diện tích nhãn bước đầu đã cho thu hoạch, thu trên 10 triệu đồng một sào. Bên cạnh cây nhãn, cam, bưởi, nhiều hộ chuyển sang trồng chuối kết hợp với trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như vừng, đỗ các loại, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô trước kia. Nhiều hộ trồng với quy mô lớn, với diện tích gần một mẫu như gia đình anh Đào Hữu Nam, Bùi Văn Phương, thôn An Cầu. Tôi thầu ở đây mới được hơn 5 mẫu, đồng toàn bộ là chuối Tây Nai, còn ở dưới gầm chuối thì gia đình dòng đỗ với dòng vừng. Đến nay đã cho thu hoạch rồi, cũng được khoảng vài chục triệu. Thế còn chuối bây giờ thì đang phát triển, cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 2016 thì bắt đầu cho thu. Nhiều địa phương ở thành phố Hưng Yên có lợi thế của vùng đất bãi ven sông Hồng nên đã đẩy mạnh phát triển các vườn trồng chuối, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện nay, tổng diện tích trồng chuối toàn thành phố là 150 ha, tập trung ở các xã phường như Lam Sơn, Quảng Châu, Hùng Cường, Phú Cường. Trong đó, phường Lam Sơn có diện tích trồng chuối lớn nhất với 110 ha. Chủ yếu trồng chuối Tây và chuối tiểu hồng. Với các ưu điểm như dễ trồng, cây sinh trưởng phát triển mạnh, ít sâu bệnh, nên nhiều hộ gia đình đã đầu tư phát triển với diện tích gần 10 ha, như gia đình ông Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Tuấn ở phường Lam Sơn, ông Trần Văn Khiển ở Hùng Cường. Mỗi năm một sào chuối cho thu hoạch từ 75 đến 80 buồng với giá bán bình quân hiện nay là 170.000 một buồng, trừ chi phí các hộ trồng chuối sẽ cho thu lãi hơn 10 triệu đồng một sào một năm. Sau hơn một tháng thực hiện quyết định của Chính phủ về việc thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh những thuận lợi thì còn nhiều khó khăn bất cập nảy sinh. Theo đó, từ ngày 25 tháng 5 năm 2015, toàn bộ các văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố được chuyển về trực thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc chuyển đổi sẽ tạo thuận lợi cho quản lý cơ sở dữ liệu được thống nhất, cấp đổi giấy theo chuyên môn ngành dọc, cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, văn phòng đăng ký các huyện được chuyên môn hóa hơn, không phải chi phối các việc khác ở các huyện, thành phố. Từ đó, nâng cao trách nhiệm chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đã nảy sinh một số khó khăn bất cập như việc vận chuyển hồ sơ từ các huyện thành phố về văn phòng sở. Vấn đề khai thác số liệu, nhất là với những giấy chứng nhận cấp lần đầu giữa văn phòng với các phòng ban huyện thành phố. Việc theo dõi quản lý của cấp huyện thành phố khó khăn hơn. Thực tế, sau hơn một tháng triển khai, đến nay sở mới thực hiện ký cấp đổi được khoảng 200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hơn nữa, việc rút ngắn thời gian cũng chưa được như mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, công trình xử lý nước thải tập trung ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2014. Tuy nhiên, sau một năm đi vào hoạt động, hiệu quả sử dụng của công trình này vẫn chưa cao. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở xã Toàn Thắng trị giá hơn 10 tỷ đồng do chính phủ Phần Lan tài trợ. Với diện tích gần 21.000 m², công suất 450 m khối một ngày đêm, công trình bao gồm ống tự chảy, cống ngầm, trạm bơm và hệ thống bể lắng. Theo đó, toàn bộ nước sinh hoạt được thải vào hệ thống cống ngầm, dẫn đến trạm bơm, sau đó bơm đẩy lên bể lắng. Bể lắng nước chảy qua nhiều ngăn lắng đọng dần và chảy ra sông. Tuy nhiên, từ khi đi vào vận hành đến nay, công trình không hoạt động thường xuyên nên hiệu quả xử lý nước thải chưa cao. Mặc dù công trình thuộc sự quản lý của xã, nhưng địa phương lại không có nguồn kinh phí và đội ngũ kỹ thuật để vận hành và sửa chữa khi có sự cố xảy ra. Cái khó khăn lớn nhất của cái chương trình vận hành cái hệ thống nước thải là thực ra là cái kinh phí thôi, bởi vì là có ba cái máy bơm công suất khá lớn mà nếu phải bơm liên tục trong tuần thì nó cũng rất là tốn kém về kinh phí, chưa kể những cái kinh phí để duy trì tu bảo trì những cái đường ống hoặc là những cái bể thải của các hộ gia đình xuống. Đấy là cái khó khăn của xã. Và tiếp theo nữa là về địa bàn xã thì nó rộng, hệ thống đường ống cũng khá lớn, nên là công tác quản lý cũng là một vấn đề.
để đảm bảo chất lượng tân binh giao cho các đơn vị nhận quân đợt 2 năm 2015. Mới đây, các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Tiên Lữ, Ân Thi và Mỹ Hào đã đồng loạt tổ chức kiểm tra sức khỏe lần cuối cho thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trước khi phát lệnh nhập ngũ. Tại các điểm khám kiểm tra sức khỏe thanh niên các xã thị trấn được kiểm tra lại chỉ số sức khỏe lưu trong hồ sơ, điện tim đồ, xét nghiệm máu và nước tiểu để phát hiện các bệnh xã hội. Sau một ngày, trên 1.000 thanh niên trong toàn tỉnh đã được khám kiểm tra. Kết quả qua kiểm tra sức khỏe các tân binh đều đạt yêu cầu đủ điều kiện, tư tưởng các thanh niên đều vui khỏe, phấn khởi, sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ trong thời gian tới. Vừa qua, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổ chức bế giảng lớp truyền dạy hát ca trù năm 2015. Lớp truyền dạy hát ca trù được diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Giảng viên là những người giàu kinh nghiệm trong nghệ thuật hát ca trù như cụ Nguyễn Thị Điểu, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, ông Bùi Xuân Thể và bà Nguyễn Thị Hạnh. Về lý thuyết, các học viên đã được giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của ca trù Việt Nam, trong đó có ca trù Hưng Yên và đặc biệt là ca trù tại thôn Đào Đặng, một trong những cái nôi của ca trù khu vực đồng bằng sông Hồng, quê hương của bà Đào Nương. Ngoài ra, các học viên đều được hướng dẫn và thực hành một số thể cách cơ bản của nghệ thuật hát ca trù như hát mữu, hát nói, hát ả phiền 36 giọng, hát trúc hỗ, hát huê tình. Trong buổi lễ bế giảng, các học viên đã biểu diễn một số tiết mục và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả yêu thích nghệ thuật ca trù. Vừa qua, đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thái Nguyên và Viện Nghiên cứu các bệnh hiểm nghèo làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên về công tác cai nghiện tại cộng đồng. Tại buổi làm việc, đoàn đã trao đổi tìm hiểu cách làm hiệu quả từ mô hình cai nghiện cộng đồng bằng thuốc Sidamex về quá trình chuyển đổi hình thức cai nghiện từ bắt buộc sang tự nguyện tại cộng đồng. Theo chương trình, qua thử nghiệm 45 đối tượng cai nghiện bằng thuốc Sidamex tại cộng đồng sau 6 tháng điều trị tự nguyện đã cho kết quả âm tính 25 người. Thông qua chương trình thử nghiệm cho thấy hiệu quả của loại thuốc Sidamex khả năng cắt cơn nghiện cao hơn so với các loại thuốc khác. Để cai nghiện thành công, đòi hỏi người nghiện phải kiên trì, quyết tâm uống thuốc cai nghiện cũng như sự quan tâm của gia đình và cộng đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 trung tâm và 5 điểm cai nghiện cộng đồng tại các xã. Qua khảo sát thực tế tại địa phương, đoàn đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của trung tâm trong việc chuyển đổi mô hình cai nghiện cũng như những kết quả đạt được bước đầu của tỉnh ta trong việc thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng thân thiện hiệu quả để áp dụng vào địa phương mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tạ, sinh năm 1992 ở Bắc Cạn và Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1998 ở Trương Mỹ, Hà Nội, cùng đồng bọn về hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó do mâu thuẫn trong việc tranh chấp địa bàn làm ăn, chăn dắt gái phục vụ tại các quán karaoke với nhóm của Lê Quang Phong, tên thường gọi là Phong Vũ, sinh năm 1990 ở Trưng Trắc, Văn Lâm. Ngày 7 tháng 8 năm 2015, Hoàng Văn Tạ đã huy động gần 30 đối tượng, đều là dân anh chị trong nhóm, đi xe máy đến địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, dùng xẻng và các chai bom xăng để dằn mặt nhóm Phong Vũ. Phát hiện Phong Vũ ngồi trong quán cà phê, các đối tượng đã lao vào dùng xẻng đập vào đầu khiến Phong Vũ bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lâm đã cử trên 30 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường nắm tình hình và kịp thời bắt giữ được các đối tượng, thu giữ 10 xe máy, 3 chiếc xẻng và gần 30 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Hiện Công an Văn Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai, thứ hai, ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thôn Phượng Tường, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Các ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động tặng quà nhân ngày vì nạn nhân da cam dioxin mùng 10 tháng 8. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.